Rồi, chào anh em, chào cả nhà. Bây giờ Sang lại quay trở lại và dẫn những sản phẩm cũ mà Sang sẽ giới thiệu. Tức là đã có giới thiệu rồi, bây giờ Sang giới thiệu lại. Nhưng mà đặc biệt là khi video này anh em mua, anh em dự đoán cái số làm sao cái tấm tiền này đây. Video trước thì mình đã đưa lên rồi, thì tiếp tục là chương trình dự đoán cái số này. Thật ra thì cái này chỉ là làm cái video vui thôi nha anh em. Giá trị thì cái món quà nó cũng không có nhiều đâu, một cây kìm cắt của Đức đó. Thì ở đây mình có hai cây dành cho hai anh em đoán chính xác cái số ở phía sau cái tấm tiền này ha. Thì hôm rồi thì một hôm qua thì cũng có 5-6 anh em gì đó đã mua hàng và dự đoán rồi. Thì anh em hôm nay tiếp tục những sản phẩm này đây, anh em dự đoán xem con số ở phía sau cái dãy số này là số mấy đó. Hiện tại là 185393 thì còn hai số cuối là hai số mấy ha, hai số cuối là hai số mấy, anh em đoán thử xem. Mình nghĩ là số 01 ha, 01, 02 gì đó. Thì anh em mua thì vui lòng bình luận cái số bên dưới cái video bình luận cái số bên dưới video để mà chốt đơn ha. Tức là chốt cái mã hàng rồi để số điện thoại và cái số mà anh em muốn là số mấy. Số mấy anh em dự đoán đây. Thì những anh em nào mà dự đoán đầu tiên trước thì sẽ được nhận quà, nếu là số đúng nha. Số đúng thì sẽ được nhận quà trị giá là 700.000. Thì ở đây mình sẽ có hai phần quà. Và cái kết quả này mình sẽ công bố sau một tuần lễ, khi mà anh em đã nhận hàng xong ha. Công bố một tuần lễ đó. Thì trong video này nữa, video kia với video này. Đây là bây giờ Sang sẽ giới thiệu những sản phẩm khá là quen thuộc với anh em. Rồi có là đá mài nè, thùng đồ nghề nè, bây giờ giới thiệu cái gì trước đây. Cái này là cây kìm mỏ quạ 275 ly đó, 275 cây kìm kìm chết của Supertool, hàng chuẩn German luôn nè, đã lắm. Đã giới thiệu 250 rồi, 225 rồi, thì hôm nay là 275 ha. Thì cái loại này nó cái mỏ nó rất là dài, anh em thấy là dài vô cùng không, như một cái mỏ con cá sấu vậy đó. Thì dĩ nhiên là cái này nó là cái má động, nó động như thế này thì nó sẽ lệch so với cái miệng như thế này ha. Tại bởi vì nó là phải động, với thứ hai nó dài thì không thể nào mà nó chính xác được hoàn toàn. Khi nào mà nó chết một chỗ thì may ra thì nó mới bằng với thằng lớp này. Nhưng mà khi mà anh em mà bấm vô á thì cực kỳ chính xác luôn. Bấm vô là nó sẽ không có bị xê dịch đâu hết. Rất là cứng nha. Cái loại này rất là cứng. Hàng xịn đó, không phải hàng rẻ tiền đâu. Và những cái hãng khác á thì đây ở đây cái loại kìm này thì có thằng Pha Cơm và thằng Supertool này thôi. Thằng Pha Cơm thì mình chưa có thấy cái mỏ dài này chưa thấy mỏ dài. Còn thằng Supertool mình thấy này, đây gọi là kìm chết ha. Thì nó ở đây cái kìm này nó kẹp được cái phôi đến 50mm, và nếu như mà cái phôi tròn thì là 65, còn phôi vuông, phôi chủ nhật rồi đó, thì là 50. Kẹp rất là lớn, không có kìm chết nào mà kẹp được như vậy. Nó mạ rơm rất là sắc sảo, dường như những cái chi tiết này nó không có bị thừa thải một cái gì đó hết anh em. Thường kìm giỏm nó sẽ một cái những cái vết cắt vết dập ở đây nè, nó đều nhìn nó nham nhở lắm, còn ở đây là làm rất là đẹp, từng con ốc một các thứ luôn đó. Chung là xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra. Thì cái cây này hiện tại là mình đang bán ở đây là giá của nó là 830.000 ha, 830.000 nha anh em. Mã đặt hàng của nó là S. Bây giờ anh em cái tem này mấy bạn quên nhắn rồi, anh em nhắn đại đi, SR275 đi, SR275 đi, rồi mình biết rồi. Thì cái cây này mình hôm rồi mình đặt tính là đặt tới 10 cây rồi, nhưng mà hãng nó hết hàng tới tháng 10 mới có hàng.
đây mình chỉ có về được có hai cây thôi, hai cây nữa nè ha. Còn những cái thằng 275 rồi ó thằng 250 với 225 á, xong rồi là bán mười mấy cây nữa nè, mười mấy cây ha, rồi mỗi sản phẩm á. Còn cái cây này thì mình chỉ có được có hai cây thôi, cho nên là hôm nay mình không có lên video là vậy đó, tại vì nó có hai cây, ít quá. Anh em thấy cái kiềm chết nào, cái kiểu bấm như vậy không? Rất là lạ ha, đáng để mua đó nè. 830.000 nha nè, 830.000 hả? Giá chưa ship, giá chưa phí vận chuyển. SR275 SR275 830.000. Rồi, đó là cái kiềm chết. Tới cái cây này của Supertool nè, Supertool thì mình đang là cái được hãng chọn để phân phối cái Supertool. Anh em quý anh em nào có nhu cầu nhập hàng thì có thể liên hệ bên mình ha, để nhập thương mại hay gì đó. Thật ra thì anh em bây giờ anh em tìm ngay cái hãng mà, tức là thường là người ta sẽ đi tìm vô cái nơi gốc để người ta nhập hàng, nhưng mà mình làm với những cái công ty mà chuyên nghiệp đó anh em, những công ty nếu mà nó chuyên nghiệp rồi thì anh em khó mà đến tận nhà phân phối gốc hết, tại vì nó sẽ chuyển qua cho những cái nhà phân phối đại lý cấp 1 đó. Rồi để họ phân phối chứ họ không có phân phối trực tiếp. Cái phần nữa anh em, khi mà anh em đi làm đi liên hệ trực tiếp với cái đại lý đó, cái nhà phân phối chính gốc luôn á, thì chưa chắc gì giá tốt hơn là cái đại lý cấp 1 ha. Bởi vì anh em sẽ không có đạt được doanh số khi mà anh em mới bán, không bao giờ đạt được doanh số được cái như cái hãng nó đưa ra, cho nên là sẽ không có được cái chiết khấu tốt đâu. Mà anh em phải nên chọn những cái đại lý như thế này nè, người ta thứ nhất là người ta chạy doanh số cùng với anh em, cho nên là giá sẽ có khi là tốt hơn so với anh em đi lấy tại gốc nữa. Đây là một cái cạo xích, cái xích của hãng Supertool à, cái dòng lớn anh em ơi. Cái dòng này nó mở tới đây, nó để là 8/4 vậy. Super 8/4 phải không? Lớn lắm, nó mở tới bự chà bá luôn á. Xoay ống nè, từ 3/4 đến 6B. 6B là bao nhiêu? Đây bây giờ mình lấy cái catalog ra xem thử coi. Mở được bự lắm anh em, mở khá là to. Hôm rồi có anh em nào liên hệ mình lấy cái catalog mà mình tin nhắn nhiều quá nó trôi, không biết là anh em nào không biết nữa. Xin cái catalog. Mình có hứa nhắn tin cho nhưng mà tin nhắn nó trôi đi rồi, không biết anh nào. Cạo xích. Đây là cái cạo xích, cái model này là như là ST2. Ở đây nó nhiều cạo lắm, ST1, ST1L, rồi ST2, 2L, tới ST4 luôn. Rất là to nha, cái ST4 nó mở tới 510 đó. Cái được cái ống bự á. Con này là ST2 thì nó mở từ 25 đến 170. Cái ống á, tức là ống từ nhỏ đường kính là 25 đến tối đa là 170 ha. Thì cũng dạng phổ thông rồi nè. Cạo ống ha. Loại này thì anh em dễ xài nè, cạo xích sên đưa vô cái là lụm à. Cái loại cạo này thì anh em chế thì vẫn được thôi, nhưng mà nó không bằng đâu, tại vì cái xích này nè, cái loại xích này nó thiết kế cho cái cạo này, cái da, cái hai cái chốt bên đây nó bự ra, khá là bự à, đưa vô cái là nó khớp ra đây luôn. Anh em dặn rất là có lực để dặn ha. Đố anh em cái cây này bao nhiêu tiền, cực kỳ mắc nha anh em. 2,1 triệu, 2,1 triệu đó. Đây là cái sản phẩm dành cho anh em làm bên nước, làm công nghiệp dặn ống rồi ha. Này phải là những anh em làm công ty mới mua. Giá 2,1 triệu cho cái này ha. Mã đặt hàng của nó là SF108, SF108, giá 2,1 triệu nha, giá chưa ship nha nè, chưa ship. À đây, Supertool còn rất là nhiều sản phẩm mà Sang chưa có cái cơ hội để nhập hết được, tại vì
Hiện tại là cái thị trường bên sang thì chủ yếu là khách bán, khách mua lẻ là đa số luôn. Cho nên là còn những cái, những sản phẩm công nghiệp nữa, rất nhiều sản phẩm công nghiệp mà mình không có gỡ tới. Đây, rất là nhiều ha. Anh em là có nhu cầu thì có thể xem sản phẩm rồi liên hệ bên mình sẽ đặt hàng cho anh em ha. Nhiều lắm. Supertool là rất nhiều sản phẩm lắm. Một cuốn như thế này cũng dày cơm luôn nè. Rồi, tiếp tục là một cái kiềm chết nữa của KTC. Sang quay lại, ở đây sẽ có hai cái kiềm chết của KTC và của Lobster. Sẽ mở ra xem hai sản phẩm này. Thì hiện tại đó anh em, kiềm chết ở Nhật á, mình nói đây kiềm chết ha. Kiềm chết của Nhật á, thì nó có là nếu như mà hàng sản xuất á, thì có thằng Kakuta nó sản xuất nè, thằng Babic nè, tức là chính nó sản xuất luôn là thằng Babic, thằng Kakuta ha. Rồi những cái ông khác, những cái kiềm khác như là Chosco, KTC, cái thằng Lotter này mình chưa có tìm ra là nó gia công từ ông nào ha. Thật ra là cái kiềm của thằng Lotter này nó cũng là OEM từ Nhật Bản luôn, OEM từ hàng nội địa Nhật luôn ha, nhưng mà không biết là chưa biết là nó OEM từ hãng nào đâu đó. Thì Nhật thì mình thấy là chỉ có hai hãng là nó đang là sản xuất chính hiệu luôn kiềm của nó luôn ha, kiềm của nó luôn, Made in Japan. Còn lại là những cái hãng này như KTC, Lobster, Top, Chosco, những cái hiệu nào mà anh em thấy trên thị trường nó đều là OEM từ một cái hãng khác và mình không biết là nó hãng nào ha. Tại vì cái này không có để nè, tại vì nó là cái sản phẩm này nó bán ở thị trường Nhật nha anh em. Những cái sản phẩm mình đang bán ở đây, đang nhập đây là hoàn toàn bán tại Nhật, thị trường Nhật hết. Mình nhập từ một cái nhà phân phối bên Nhật á. Mình nhập những cái sản phẩm mình đang bán này là đa số là từ nhà phân phối bên Nhật. Có những sản phẩm mà phân phối ở Việt Nam như Sunoda, tại vì có công ty ở đây rồi thì tai ngạ tội gì mình phải nhập bên kia cho tốn cái thuế. Ở đây thì có Sunoda, Fujiya, rồi Supertool nè, Anet nè, rồi gì đó, Sunlabs ha. Đó, một số cái thương hiệu mà mình đang bán đây thì có nhà phân phối gốc luôn, họ nhập từ Nhật về họ bán đây. Còn những cái sản phẩm như thế này thì sang nhập từ Nhật hết, từ một cái nhà phân phối khác bên Nhật. Đó. Mình không có nhập của người Việt Nam ở Nhật mà nhập từ Nhật, người Nhật luôn. Thì cái thí dụ như đơn giản như những cái chiếc cưa chẳng hạn, chiếc cưa gấp của mình cũng vậy. Những cưa gấp của mình, cưa gấp Gombo Suki thì ở đây cũng có một cái nhà cung cấp khác họ bán cũng y chang như vậy luôn. Có thể là giá họ có thể là nhỉnh hơn mình vài chục ngàn là không có nhiều đâu anh em, tại vì nó rất là mắc tiền, vài chục ngàn thôi. Nhưng mà khi nhìn về đem hai cái sản phẩm lên lại so với nhau thì nó có cái sự khác biệt nha anh em, có sự khác. Đó là một cái hàng bán tại Nhật và một cái hàng xuất khẩu nó khác. Nó có cái dấu hiệu nhận biết, chỗ chữ khắc hay là cái gì đó không vâng, nó sẽ khác biệt. Rồi quay lại đây thì ở đây sang sẽ có hai cái kiềm của thằng KTC và của thằng Lobster. Thì anh em nhìn là dường như là hai em này nó không có cái khác biệt gì nhiều lắm. Nó chỉ khác về nhau về kiểu thôi nè, khác nhau về kiểu thôi. Về những con tán dường như là giống nhau ha, dường như là giống nhau đó. Mà anh em thấy rõ ràng là một cái chiếc kiềm mà có thương hiệu có tiếng á, thường là nó sẽ làm cái kiểu kiềm nó sẽ hàn chết một cái má bên dưới này, chứ nó không có đóng bằng cái con tán, 3-4 con tán ở đây, anh thấy không? Hàng tốt là thường là nó sẽ hàn dính như thế này luôn, hàng dính luôn đó. Chứ nó không có đóng 2-3-4 con tán ở đây, dạng đóng 3-4 con tán đây là nó mau hư lắm. Còn này là hàng chết như thế này đó. Hai cái mẫu kiềm này mình anh em chỉ thấy có khác nhau về cái mỏ thôi. Cái ông này là của KTC thì cái mỏ ông rộng nè, anh em có thể là mình sọt ngón tay vô được nè, thấy không? Mình đây sọt vô không được thì cái miệng này nó rộng. Ứng dụng cho anh em nào mà mình kẹp những cái vật dụng gì nó rộng á thì mình mua cái này ha, nó rộng hơn, kẹp nó cái ống nó bự hơn. Còn này nó cái miệng nó hẹp hơn ha. Rồi về cái phần này nè, anh em thấy là khi mà bóp xuống là nó rất là đều,
rất là đều, nó không bị lệch lệch mí qua qua lại, thấy không? Bóp rất là đều. À, còn cái gì để so sánh không ta? Lò xo, lò xo, rồi à, những cái mối hàng ở đây, hàng kính mít luôn. Về độ dày của hai cái kìm này dường như là giống nhau anh em ơi, dường như là giống nhau, không có gì khác biệt. Độ dày giống nhau ấy. Còn nói về kìm mà anh em nói là kìm của Đức, thí dụ như của thằng Naibeck chẳng hạn, thì mình thưa rằng là Naibeck kìm kìm chết là dở lắm ha, kìm chết Naibeck dở lắm, tại vì nó không có sản xuất cái kìm đó. À, còn lại là những cái kìm khác thì hãng nó sẽ như cái này nè. À, đây là cái kìm này tính ra nó còn chất lượng hơn của thằng Naibeck. À, nếu mà nói về kìm chết nha, mình đang nói kìm chết, cho nên không phải là kìm kìm mỗi hãng nó đều có một cái thế mạnh của nó, thế mạnh của nó. Giống như kìm chết thì mình thấy hiện tại là Erwin, Varip Erwin đời cũ á, và một số cái kìm của hàng Nhật là VIP nhất thôi, độ cứng rất là cao. Thôi bây giờ quay lại mình báo giá cho anh em. Cái này thì 225 ly của KTC, KTC ha, 225 phải không, 250 chứ, 250. Và cái này giá của nó là 695 ngàn. À, máy đặt hàng của nó là KT4001, 695 ngàn. Đó, tiếng Nhật ha, sản xuất tại Đài Loan. À, đây là website của hãng KTC, mã vạch 695 ngàn, KT4001. Còn cái này của Lobster, cái này của Lobster thì là giá của nó là 850 ngàn, nó mắc tiền hơn em. À, thì so về cái cân nặng thì mình không biết là cái nào nặng hơn nha, mình cảm thử đây thì cái nó nặng hơn bao nhiêu nha. Của thằng KTC là 540 gram, của thằng Lobster 500 gram, 510 gram. Đó, trên lệch với nhau chỉ có 30 gram thôi. Nó dường như là hai thằng này đó, hai này là giống như là nó anh em vậy đó, giống như chàng nha ha. Bên đây thì nó để chất thép là để CRMO nè, còn bên đây thì nó không để, nó không để KTC thì nó không để ha. Đó, cây này thì giá của nó là 850 ngàn, LO 4001, 850 ngàn của Lobster, con tôm luộc. Anh em mua hàng xin nhắn giùm mình cái mã hàng bên dưới video cũng được, và để lại số điện thoại ha. À, kèm theo cái mã dự đoán, mã dự đoán của con số trong cái tấm tiền đó, số đó là số mấy, thì mình sẽ công bố kết quả vào tuần sau. Còn đây là một cái viên đá mài của Kim, xin quay lại đây. À, Kim nhám 6 ngàn, xài đã lắm anh em ơi. 6 ngàn là anh em thấy để là super finish ha, tức là mài hoàn thiện luôn á, mài cuối cùng. À, cái này là mài bóng nha anh em, mài bóng để có thể mài mà soi gương được đó. Thì cái này, viên này ha, viên này thì kích thước của nó là 210 mm, chiều dài bề ngang là 73 và chiều dày của nó là 22. Đó, nó có cái đế sẵn luôn nha anh em, đế sẵn luôn, hàng sản xuất 100% tại Nhật. À, hàng nhập khẩu từ Nhật luôn. Anh em đừng so sánh với cái viên của Lobster ở Việt Nam, nó giá nó rất là rẻ ha, nó hao đá lắm, thứ nhất hao đá và nó không có ăn thép nhiều. À, giá 1.200.000, mã đặt hàng của nó là KI5701, KI5701 giá 1.200.000, dự đoán ngay số mà anh em muốn mua. Dự đoán cái trúng cái tờ tiền thì nhắn ngay bên phía bên dưới video này anh em, bình luận ngay dưới video để cho nó cái tính minh bạch nó rõ ràng. Một cái vỉ vít của thằng Anet này anh em, của Anet ha. Vỉ vít này thì nó gồm có là BH00 rồi B0 cộng 1 trừ 3 trừ 4, một cái mũi đuôi 6.35. Anh em có thể gắn vô trong máy bắt vít hoặc là cán tô vít của mình sử dụng luôn ha. Của Anet, Anet thì những cái mũi vít rất là tốt, giá thành rất là hợp lý,
Đó, 275.000 AN0320 275.000 cho cái bộ này. Và giá là giá chưa có ship nha. Đó, 5 mũi tương đương với 1 mũi nó khoảng là 50 mấy ngàn đó. AN0320 ha, 275.000 và giá là giá chưa ship nha. Chưa ship. Tiếp tục là một cái viên đá mài nữa thân 1.000 của Naniwa Lotter này, nhưng mà cái dòng này là hàng made in Japan. À, nó khác cái thằng kia. Cái thằng ở đây cái màu nó không được như vậy đâu. Đá nó không có đồng nhất anh em. Và anh em mài nó sẽ mau hết đá dữ lắm luôn, và nó không có ăn thép như cái thằng hàng nội địa Nhật. Đó. Cái viên này thì giá của nó hơn rồi 700 mấy đó, thăng 1.000. Ở đây như còn lại cuối cùng là hai viên luôn đó anh em. Nhập về 30 viên. Bán tới hôm nay là còn hai viên. Để mình xem coi. Thăng 1.000. Thăng 1.000. Thăng 1.000. Giá hình như là 700.000 anh em. Mã đặt hàng của nó là A365. A365 giá 700.000 cho cái viên này. Cái kích thước của nó là cũng là chiều dài là 210, chiều ngang là 65 và chiều dày của nó là 32. Cái này nó không có đế nha. Nó dày hơn cái thằng này. Rồi, sản phẩm cuối cùng trong video này đó là một cái hộp của Chosco. Chosco nội địa Nhật. Đây. Hộp này đựng ốc vít anh em ơi. Mã đặt hàng của nó là TR3507, giá 585.000. Đây. Khi mình không nhập về thì anh em hỏi, mà nhập về rồi thì còn nằm đây. Đây là một cái loại nó để những cái ốc vít trong này, là một sắp ngăn này, là ngăn em có thể ngăn nhỏ ra nè. Có thể ngăn nhỏ ra như nhỏ như thế này nè, 1 2 3 4 5 6 7. Có thể ngăn ra tới 28 ngăn nhỏ như thế này để đựng ốc vít, đựng tất cả các loại ốc vít, tất cả các đầu cót mà anh em cần thiết. Tại vì anh em làm điện đó, thường là đầu cót nó nhiều cỡ lắm. Anh em để vô mỗi hộp nó sẽ dễ, anh em dễ dàng lấy hơn, nó không bị lộn xộn mà phải soi tìm kiếm nữa ha. Kích thước của cái hộp này chiều dài nó là, để đo lại cho anh em ha. Chiều dài là 37.5 cm, chiều ngang là 21.5 và cái chiều dày lên là được là 7 cm. Hàng sản xuất 100% Nhật ha, made in Japan. Đây, Chosco. Giá 585.000, TR3507. Giá chưa ship nha. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian ra xem video nha. Đặt hàng thì em nhắn tin ngay ở phía dưới video này cũng được luôn, hoặc là nhắn tin trên điện thoại Zalo ha. Và nhớ để lại con số dự đoán may mắn để được một cái phần quà nha anh em. Mình cũng muốn tặng lắm nha, chứ không phải là đem lên đây để câu like nha. Hy vọng là anh em sẽ dự đoán đúng cái con số. Chào anh em, chào cả nhà.